Hey, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ nói qua một chút về cái phòng trưng bày Percy để anh em có thể sở hữu được các ngoại trang ở trong trò chơi game này. Ok. Rồi, đầu tiên là cái phòng trưng bày Percy nó là cái gì? Là cái nơi mà để chúng ta có thể sở hữu các ngoại trang của căn cứ và ngoại trang của từng đơn vị. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về các ngoại trang khác ở trong cái căn cứ của mình, trong cái nhà chính này. Chúng ta bấm vào nút ngoại trang, nó sẽ liệt kê ra tất cả những ngoại trang đang có ở đây. Và bạn đã sở hữu những ngoại trang nào, đồng thời những ngoại trang nào chưa sở hữu. Thì mỗi một cái ngoại trang nó sẽ cộng cho chúng ta cái phần yếu tố có lợi thêm. Ví dụ như là cái ngoại trang này sẽ cộng thêm về hỏa lực cho tất cả các đơn vị và căn cứ lên 10%. Đồng thời là tăng cường sát thương cho đơn vị và căn cứ lên đến 5% nữa. Đây là cái ngoại trang. Ngoài cái phần thu thập được ngoại trang của căn cứ và ngoại trang của đơn vị, chúng ta cũng có thể sở hữu thêm được những cái hiệu ứng đồ họa khác, ví dụ như sticker hoặc là emotion hoặc khung chat này đó, hoặc là các hiệu ứng tấn công và mặt đất lẫn không quân. Thì tất cả những cái phần hiệu ứng này, khi mà các bạn sở hữu được các món đồ này thì nó sẽ kích hoạt các dòng búp ẩn ở trong phần cơ chế ngoại trang này đó. Ví dụ các bạn có thể kích vào đây, chúng ta xem khi các bạn sở hữu được một loạt những cái thứ mà mình vừa liệt kê ra ở đây thì nó sẽ kích hoạt những cái dòng trạng thái ẩn này lên này. Đây là cái điều làm nên sự khác biệt giữa người chơi nạp tiền và người chơi cày chay, là người chơi nông dân ấy. Đấy, thì tất cả những cái dòng búp ẩn này nó sẽ được cộng dồn lại. Các bạn có thể xem phần chỉ số cộng dồn ở đây. Người chơi nào sở hữu càng nhiều các bộ ngoại trang này thì các dòng được cộng thêm này nó càng cao. Và đơn vị xe tăng hoặc đơn vị pháo binh của những người chơi đó nó sẽ khỏe hơn rất nhiều so với những người chơi free to play. Cái này là cái cộng dồn nhá. Đấy là cái phòng trưng bày Percy. Vậy là mình thì đã có những video clip liên quan đến việc là mua cái vật phẩm trong phòng trưng bày Percy này làm sao cho có lợi rồi, nhưng mà hầu như là có lẽ là ít người xem. Thì bây giờ mình làm lại một cái nữa để lưu ý cái chiến thuật dành cho những người chơi nạp tiền, nhưng mà nạp ít thôi chứ không phải nạp nhiều, có được một cái base skin để làm đẹp cho căn cứ của mình thay vì những cái base skin mặc định hoặc là base skin miễn phí. Thì cái chiến thuật ở đây là gì? Chúng ta chỉ cần đầu tư mỗi tháng là 3 cái gói hàng để mua cái vé này. Nhớ là chỉ cần mua 3 gói thôi thì tổng giá trị gói hàng nó sẽ là 35 đô. Nếu như các bạn thông qua mình thì chỉ khoảng hơn 700.000 một chút thôi. Đó. Còn nếu như các bạn mua trực tiếp ở trong trò chơi game thì nó sẽ rất là tốn kém. Đấy, tốn kém mà nó quy ra tiền Việt thì nó đắt lắm. Cho nên là nếu như có điều kiện anh em ủng hộ thì cứ ủng hộ mình. Mình sẽ hỗ trợ anh em cái phần nạp để mua 3 cái gói này. 3 gói hàng này sẽ cho chúng ta tổng cộng là 35 vé với giá là 35 đô, rất rẻ. Ok. Nhưng mà đến gói hàng thứ tư là gói hàng 50 đô thì nó lại chỉ cho chúng ta 20 vé thôi. Một cái con số rất là khiêm tốn. Đấy. Và cái số lượng tăng cấp dần đến gói thứ năm là gói 100 đô thì nó lại chỉ cho chúng ta 30 vé thôi. Một cái con số rất là ít. 100 đô chỉ được 30 vé. Trong khi đó các bạn mua 3 gói đầu tiên nó đã là 35 đô được 30 vé rồi. Nó rất là rẻ. Ok. Thì các bạn đừng có mở ngay. Mình nhận được rất nhiều người chơi đã nạp qua mình đã khuyên rất nhiều lần rồi là chúng ta phải tích lũy cái vé này lại cho các tháng sau. Khi nào mà các bạn đạt đủ khoảng độ 80 vé đến 100 vé, hơn 100 vé trở đi thì chúng ta mới tính đến cái câu chuyện là mở để
để sở hữu các base skin. Chứ còn nếu như mà chúng ta mới chỉ được có vài vé cái là chúng ta đã mở ngay thì nó không bao giờ có thể có được các cái base skin đâu, và tỷ lệ nó rất là thấp. Nhiều người lo lắng rằng cái vé này nó sẽ bị biến mất, đó là do các bạn không đọc thông tin về mô tả ở đây. Cái dòng quan trọng nhất đây là gì? Sau cái phần event, cái event này thì những cái vé không sử dụng và các đồng xu kiếm được nó sẽ không bị mất. Cái này là cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta có thể tích lũy các vé theo tháng. Vậy là các bạn chỉ cần tích lũy cho mình khoảng 3 tháng thôi. Đến tháng thứ 4 kết hợp thêm 3 gói hàng các bạn mua nữa là chúng ta đã có hơn 120 vé rồi. Đó, thì từ đó chúng ta mở hàng thì nó mới có thể là có cơ hội sở hữu được cái ngoại trang nó cao hơn. Nhớ nhá. Đó, chiến thuật nó chỉ nằm ở chỗ đó thôi. Thì những người chơi nạp ít nhất là mỗi tháng chúng ta chỉ cần đầu tư khoảng độ 700.000, hơn 700.000 một chút. Nếu như có điều kiện kinh tế thì bạn đầu tư thêm một vài cái gói khác, gói hàng khác theo tháng cũng được nhá. Đấy là một cái lời khuyên rất chân thành của mình. Còn ngoài ra có những bạn đặt câu hỏi là làm thế nào để bạn có thể sở hữu được cái base skin vàng này với cái chi phí thấp nhất. Thì xin thưa các bạn, hiện tại là không có cái nào gọi là chi phí thấp nhất cả. Để sở hữu được những base skin dạng classic như này thì bắt buộc các bạn phải có cái xu màu vàng. Cái xu màu vàng này chỉ có thể kiếm được khi các bạn mở được nhiều lần các ngoại trang dạng epic này. Ví dụ như các bạn mở được lần đầu tiên rồi thì các bạn sẽ sở hữu được nó, nhưng lần mở thứ hai trở đi thì các bạn mới có cơ hội để đổi được cái ngoại trang đó thành cái điểm xu màu vàng này. Đấy, và mỗi một cái xu đó đổi lại chúng ta sẽ được từ 20 đến 25 điểm. 25 điểm xu vàng này. Vậy là các bạn cứ tính cho mình một phép toán rất đơn giản thôi. Để sở hữu được 250 điểm này thì chúng ta cần phải có khoảng độ từ 12 đến 13 cái lượt mở ra được ngoại trang của đơn vị. 12 đến 13. Như vậy là để sở hữu được những base skin này rất là chất lượng các bạn. Nó rất là đắt. Đây này. Ok. Rất là đắt nhưng nó lại cực kỳ chất lượng. Đấy. Còn đối với những tình huống khi các bạn mở bình thường mà mở để ra được cái ngoại trang của căn cứ bình thường này thôi và chúng ta dừng lại ngay thì khả năng kiếm được các vé vàng như mình ở đây là không có đâu. Được chưa? Nó không có đâu. Ngoài ra thì khi các bạn mở được một cái mốc nào đó thì chúng ta sẽ được thưởng thêm cái số vé cũng như là thưởng thêm cái xu vàng. Nhưng mà nó cũng không đáng là bao đâu các bạn ạ. Đấy, thì chúng ta phải mở ra. Như vậy là cái cuộc chơi này là cuộc chơi phải tốn rất nhiều tiền để có được cái cơ hội sở hữu được những cái base skin màu vàng này, chứ không phải ít tiền đâu. Cho nên ấy, như khi các bạn mua bán account thì chúng ta cũng cần cân nhắc là những cái account có base skin vàng thì nó rất là có giá trị các bạn ạ. Rồi, với những người chơi mà chúng ta mở nhiều vé ở trong nhiều tháng, chúng ta có cơ hội sở hữu nhiều cái vé bạc này, thì các bạn cũng có thể đổi được các ngoại trang của căn cứ khác nhá, với cái xu tương ứng ở đây. Nhưng một cái chiến thuật đổi ở đây có lẽ là lên như thế này. Các bạn cần phải tính toán kỹ một chút là có nên đổi những cái ngoại trang căn cứ này hay không, hay là thay vào đó các bạn đổi các phụ kiện đi kèm đối với những ngoại trang của các mùa giải khác các bạn đã mở ra, để chúng ta có thể kích hoạt được các dòng búp ẩn thì nó tốt hơn so với việc sở hữu thêm một cái ngoại trang khác hay không. Ví dụ như thế này, mình đang có đây, ví dụ như thế này đi, mình đang có một cái đồ ngoại trang này và nhiệm vụ của mình chỉ thiếu mỗi một cái ngoại trang của đơn vị này nữa thôi chẳng hạn, thì mình sẽ đi mua làm sao để mua được cái ngoại trang này để nó kích hoạt được cái dòng ẩn này nhá. Hoặc là trong trường hợp này đi, chẳng hạn mình đã có một vài cái biểu tượng này rồi thì các bạn chỉ cần mua những cái gì còn thiếu ở trong phòng trưng bày Percy để kích hoạt được các dòng ẩn này thì nó có lẽ là nó tốt hơn đó, so với việc là sở hữu riêng một cái ngoại trang khác. Ok. Đấy. Rồi, đấy là một vài lời khuyên của mình dành cho các bạn mà nếu như chúng ta có dự định đầu tư một chút để sở hữu các ngoại trang căn cứ ở trong trò chơi game Warpath thì các bạn cũng nên theo cái chiến thuật của mình. Và các bạn cũng không cần lo lắng quá về các xu mà chúng ta không dùng đến, các vé chúng ta không dùng đến thì nó vẫn còn giữ lại cho các bạn đến các mùa giải tiếp theo, đến cái tháng tiếp theo. Và xu thì nó cũng không bao giờ mất đâu, cho nên là có bao nhiêu các bạn cứ dùng, cứ tiết kiệm lại.
trò chơi này là phải tiết kiệm các bạn ạ. Ok, rồi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau nhé. Goodbye. Nhớ nhá, nếu như có nạp game thì ủng hộ Hush Game nhé. Mình nhận nạp chiết khấu cũng không phải là quá cao nhưng mà nó cũng rẻ hơn so với bạn cào Momo hoặc là Visa đó. Rồi, goodbye.